ai làm chiếc nón quai thao để cho anh thấy cô nào cũng xinh. Hình ảnh thiếu nữ duyên dáng trong chiếc áo tứ thân sắc màu tươi thắm, tay cầm chiếc nón quai thao hay đội trên đầu như một món trang sức, làm tăng thêm vẻ yêu kiều của phái đẹp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chiếc nón quai thao, một biểu tượng duyên dáng trong trang phục truyền thống của phụ nữ miền Bắc, Âu Lạc, Việt Nam. Con chào mẹ. Chào mẹ, các con đã về rồi đấy à? Con rồi mẹ. Mẹ xin. Em mẹ. Ừ, anh xin. Đám cưới các con đã một tháng rồi mà mẹ cứ ngỡ như mới hôm qua. À, đẹp quá. Mẹ chưa bao giờ cho con xem chiếc nón này. Mẹ đợi con lập gia đình để trao lại cho con dâu của mẹ. Chiếc nón quai thao này con hãy gìn giữ giùm mẹ. Dạ. Chiếc nón quai thao thường có kích thước khá lớn, đường kính mặt nón khoảng 70-80cm, che dợp cả khuôn mặt người đội, tạo nên một không gian rộng, thoáng mát. Mặt phẳng trên nón lợp lá gồi hoặc lá cọ, thành nón cao, độ chừng 10-12cm. Giữa nón gắn một vành tròn như nắp cháp, vừa đầu đội, cao khoảng 8cm, gọi là khua. Khuôn nón là những sợi tre nhỏ, chút bóng, khâu lại với nhau bằng chỉ nhiều màu sắc. Đây, cái này gọi là cái khua. Người ta đội phải có cái khua mới giữ vào đầu. Thế bây giờ có cải tiến thêm là có một cái gương như thế này. Đây là sáng tạo của tôi. Khi mà đoàn văn công họ ra họ diện á, thì không phải đi gương nhau. Ngửa cái nón ra là nó lấy mặt mũi mình quần nào thì nó. Đây không chỉ là gìn giữ một gia bảo, mà còn là gìn giữ một nét đẹp văn hóa của dân tộc. Và cũng để thế hệ sau nhớ đến người đã khổ công hồi phục truyền thống xinh đẹp này. Mẹ muốn nhắc tới cha con. Mẹ kể cho con nghe về cha đi. Từ thuở lên 9 tuổi, cha con đã được bà nội cho xem các mẫu nón cổ truyền. Ôi, những chiếc nón đó đẹp làm sao. Vào thời đó, cũng như bà nội, cha xót xa khi chứng kiến nét đẹp của quê hương đang dần mai một. Vậy là ý chí không ngại gian khổ đã thôi thúc ông khôi phục tinh hoa làng nghề. Con đành bỏ dở việc học sao? Thưa mẹ, con không ra làm quan, sẽ có người khác. Nhưng nếu con không làm việc này thì ai sẽ làm đây? Hơn nữa, khôi phục lại nghề truyền thống cũng là ước nguyện bấy lâu của cha mẹ. Thôi được, mẹ chúc con sớm hoàn thành ý nguyện. Từ đó, ông bắt đầu hành trình làm sống lại chiếc nón cổ quê mình. Ông rong ruổi khắp chốn, từ tỉnh này sang tỉnh nọ. Dò hỏi, nghe ở đâu có nón là ông lại tìm đến xem. Thank you.
lần vấp đá té, chân làm đau buốt, nhưng ý chí sắt đá thúc giục ông tiếp tục bước trên những nẻo đường xa quê. Một hôm, khi đi ngang một ngôi chùa, ông không thể đi thêm nữa vì chân đau nhức tột cùng mà tiền túi đã cạn. Ông có sao không? À, tôi không sao. Chỉ vì chân tôi sưng nên không đi nổi. Sao ông không đi tới thầy lang chữa trị? À, tôi lỡ đường. Hay ông cầm tạm chút tiền này để chữa trị vậy? Chị, tiền chị để cúng dường chùa cơ mà. Cứu một người phúc đẳng hà sa em mà. Cảm ơn cô, nhưng tôi rất ngại. Coi như tôi cho ông mượn, mai mốt có tiền ông gửi lại tôi cũng được. Không ngờ chính ngôi chùa nơi ông gặp cô gái đó vẫn còn lưu giữ, trưng bày một chiếc nón cổ. Sư chùa biết được ý nguyện của ông nên đã tặng ông. Trở về nhà, ông tháo tung chiếc nón ra nghiên cứu, xem đường kim mũi chỉ như thế nào, nón có bao nhiêu vòng, có mấy lớp lá. Công đoạn làm nón cổ không hề đơn giản, nó còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và óc thẩm mỹ rất cao. Một chiếc nón quai thao cổ thường ghép bằng 4 lọn lá. Lá làm nón lấy từ búp cây cọ, trải qua nhiều công đoạn, phơi, là, ép mới thành. Phía bên trong mặt nón được ghép bằng những mảnh vải đỏ hoặc vàng trải phẳng. Chỗ buộc quai nón được đan bằng những sợi chỉ nhiều màu sắc. Sợi thao sau khi dệt xong phải trải qua công đoạn tết nút. Nhiều đoạn được thắt lại thành những họa tiết vừa đẹp mắt, lại làm cho dây thao thêm chắc. Mỗi bên đầu quai thao có 2 quả cù to bằng ngón tay cái, được đan tết công phu, rủ xuống thành tua dài tới 25cm. Người ta có thể để quả thao song song với nhau hoặc so le là tùy ý. Dây thao được tết thường dài tới 2-3 thước. Muốn dây có màu thật trắng, người ta đem chuội tơ với nước cho rơm, sau đó với cơm sôi rồi ngâm một đêm thì thao sẽ có màu trắng phau. Muốn nhuộm vàng thì cho thêm phẩm để tơ dệt thêm vàng óng. Còn nếu muốn nhuộm đen thì phải dùng thuốc hoàn nguyên để không bị phai thôi. Khâu cuối cùng là đính quai thao vào nón để khi mặc với áo tứ thân. Nón quai thao có tua rủ xuống bờ vai sẽ khiến cho các bà, các cô thêm vẻ xinh tươi, đài các. Vậy là ông phục chế lại được nón quai thao, tưởng chừng đã thất truyền. Những chiếc nón cổ được hồi sinh và làng nghề phát triển trở lại từ đó. Tâm nguyện của ông kể như đã tựu thành. Thế nhưng, ông vẫn canh cánh bên lòng một niềm day dứt khôn nguôi. Ta thật là thiếu nghĩ. Nhận tiền người ta rồi mà lại không hỏi địa chỉ. Làm sao trả lại cho người ta đây? Cậu ơi, cậu ơi! Thế nào? Em vừa vào chùa, xò la tin tức. Biết được cô ấy là con nhà ai ở đâu rồi. Chị ơi! Có người muốn gặp chị. Tôi đến để gửi lại cô món tiền tôi đã mượn hôm trước. Còn đây là chiếc nón quai thao do chính tay tôi làm. Xin được tặng cô. Nón đẹp quá. Khi đội nón quai thao, người phụ nữ lấy tay giữ quai thao ở trước ngực để nón không bị đong đưa, lại tiện điều chỉnh khi đội thẳng hay lúc cần nghiêng nghiêng che nắng.
Chiếc nón cha tặng cô ấy chắc đẹp lắm mẹ nhỉ. Không biết bây giờ họ còn giữ không ạ? Cô ấy vẫn còn giữ và giờ trao lại cho con đây. Là mẹ. Sau khi cưới mẹ về, cha vẫn tiếp tục làm nón tặng mẹ. Anh vừa làm xong chiếc nón mới, để mai em đi lễ chùa. Cảm ơn anh, đẹp quá. Nhưng cái nón cũ, anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, em vẫn thích. Nón nào làm cho em mà anh chẳng bỏ cả tâm huyết vào đó chứ. Nhưng nếu em vẫn thích cái đó, thì anh sẽ chiều ý em. Thông thường, các cô gái trẻ thích dùng quai thao màu trắng ngà. Còn phụ nữ lập gia đình thì thường dùng quai thao màu đen. Chị Tuấn ơi, chị em mình đi nhanh nhanh không muộn. Xưa mà đình đám hội làng các cụ đều đội cái nón này, trên thì đội cái nón cây thao, tay chống là chống cái gậy trúc, đeo cái chẳng hạt này. Các cụ ngày xưa là mang cái tư tưởng là cầu mong thần Phật để phù hộ cho loài người được yên bình. Tuy đã thành công phục hồi chiếc nón cổ, cha con vẫn bâng khuâng. Ông lo một ngày nào đó khi ông qua đời, chiếc nón quai thao lại bị thất truyền. Vì thế, ông đã mở lớp dạy làm nón miễn phí cho người dân quanh vùng, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ, chỉ cần có tấm lòng yêu nghề, muốn gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống là ông dạy liền. Cha tốt quá mẹ à. Con thấy tự hào vì có một người cha yêu quê hương, tận tụy giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Ước chi cha còn trên đời cho con được thấy. Cha còn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta và trong niềm thương mến của những người đã được cha tận tâm nâng đỡ truyền nghề. Và mỗi khi các bà, các cô duyên dáng trong chiếc nón quai thao là cha đang mỉm cười tại nguyện đó, con ạ. Câu chuyện về quá trình làm sống lại chiếc nón quai thao mà chúng ta vừa thưởng thức được dựa trên sự kiện có thật về nghệ nhân Phạm Trần Canh, người đã cất công phục hồi một truyền thống tao nhã của người Âu Lạc Việt Nam. Từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, chiếc nón quai thao bình dị đã đi vào đời sống, góp phần tôn vinh vẻ duyên dáng, dịu dàng của nữ giới. Sánh đôi với chiếc áo tứ thân, nón quai thao ngày nay không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là nét đẹp tâm hồn của người dân trên mảnh đất Âu Lạc hiền hòa. Xin chân thành cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu chiếc nón quai thao Âu Lạc Việt Nam. Nguyện xin tất cả chúng sanh được an hưởng lạc phúc vĩnh hằng. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư.